Nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước về thịt lợn của Việt Nam, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trực tiếp kết nối tập đoàn Miratop của Nga và tập đoàn Masan của Việt Nam để đẩy nhanh việc hợp tác nhập khẩu, phân phối, tiêu thụ thịt lợn. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Miratop và Masan nhanh chóng kết nối, thương thảo hợp đồng để sớm đưa ra các sản phẩm thịt heo của Nga tới tay người tiêu dùng, góp phần giảm áp lực nguồn cung cấp cũng như giảm giá thịt heo trong nước. Tập đoàn Miratop kỳ vọng trong năm 2020 này sẽ xuất khẩu sang thị trường Việt Nam trên 50.000 tấn thịt heo và tăng dần ở các năm tiếp theo.